Một, tiếp tục bình tĩnh, hít xuống, vừa cảm nhận được chạm sàn đẩy lên, thở ra kéo lên, khép lại. Rồi, và một bài tiếp theo giảm mỡ cơ phần vai, bắp tay. Các bạn sẽ còn một cái miếng tạ lớn, cố gắng cầm đứng vững, chân rộng bằng vai. Bắt đầu đưa ngang lên qua đầu luôn, thở hạ từ từ xuống, hít, thả lỏng cái lực tay để dùng cái phần cơ vai lưng của em nâng lên thôi. Rồi, thực hiện 10 lần. Mèo mèo mèo, để chỗ khác chơi mèo. Rồi, đưa lên. Đúng rồi, hạ từ từ xuống. Đó, cái phần vai này nó gồng rất là nhiều nè. 1, tiếp tục, bình tĩnh. 2, khi mà các bạn đưa lên, các bạn nhớ các bạn gồng cái phần cơ bụng của các bạn để kiểm soát nha. Đúng rồi đó, cái phần cơ bụng nó được co và nó giãn như thế này, nó sẽ rất dễ xây dựng một cơ bụng tốt, cũng như là tác động vào phần bờ vai rất là tốt. Nam rồi, nhìn xéo qua hướng xíu em. Rồi đó, ở cái góc độ xéo này các bạn sẽ thấy cái phần cơ vai nè. Đấy, cái phần chỗ này là cái phần chúng ta cần phải tập luyện thường xuyên để giảm mỡ nha. Rồi, đừng có co cái tay lại quá em, đừng có gồng cái bắp tay quá. Khi mà các bạn tập vai, các bạn phải thả lỏng cái lực tay một chút. Đó, để cái phần cơ vai của các bạn nó thật sự nó gồng và nó tham gia. Như vậy các bạn mới giảm mỡ được. Lên, tiếp tục, tới nữa, hai cái nữa. Cố gắng lên. Đúng rồi, tiếp tục, cái tiếp theo. Lên. Rất tốt, xuống. Xong. Rồi, để mà giảm mỡ cái phần lưng thì em sẽ tập với tạ đơn nhiều hơn một xíu. Gập người xuống, lưu ý là cái đầu gối trùng nhẹ thôi. Rồi bắt đầu gập người xuống, cảm nhận căng cái phần cơ mông và cơ đùi sau. Gập xuống, giữ cái lưng ở góc cỡ 45 độ, bắt đầu tạ đơn, kéo. Khi kéo lên, em có cảm giác là em phải hơi ưỡn ngực lên để em cong cái lưng và em ép hai cái khuỷu tay lại, thở ra. Ok, rồi, vào thử đi. Rồi, cứ nhấc tạ đơn lên. Rồi, cái chân đã hơi rộng quá, đã vừa thôi, hai cái chân song song. Rồi, hơi gặp người tới trước một xíu. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, kéo, kéo, kéo. Lên, khép lại, đúng. Lúc xuống, em xoay cái tạ vô. Rồi, lúc lên, em khép lại, mở gối ra một chút, đừng có khép cái đầu gối lại. Rồi gặp người xuống, gặp người xuống. Rồi giữ mắt đó, giữ mắt đó, tập trung. Kéo, đúng rồi. Nhìn vị trí nào thì nhìn nguyên cái mắt ở vị trí đó nha. Khi lên, cảm nhận một xíu là cái lưng của mình nó sẽ hơi võng lên một chút. Hiểu không? Rồi đó, tiếp tục, được 4 cái rồi, cố gắng kéo. 6. Với cái bài kéo lưng, gặp người kéo lưng tạ đơn như thế này, cái phần cơ lưng và cơ vai của các bạn nó tham gia tập luyện và nó đốt mỡ rất là tốt. Hãy cố gắng giữ ở vị trí này, trụ thăng bằng trên cái phần chân tạo thành một góc như thế này. Và kéo rất tốt, gặp người xuống xíu. Rồi, đúng rồi đó, kéo lên như vậy. Đẩy cái mông cao lên. Đúng, chính xác. Rồi đó, kéo hai cái nữa. 9. Rồi, tiếp tục. 10. Rất tốt, rồi thả tạ xuống. Rồi, nhớ nha, giữ cái phần lưng của các bạn thẳng, kiểm soát, kéo vô, căng cái phần mông và đùi để nó chịu và nó trụ lực trên cơ thể. Và nó tạo thành một cái thế đứng vững cho cơ thể của các bạn. Sau đó bạn kéo bằng cái phần cơ lưng để ép mở và đốt mở cái phần lưng của các bạn. Rồi, xong. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ vào bài đứng đẩy vai với thanh đòn 10kg. Thì với cái bài tập này, các bạn sẽ nhấc thanh đòn từ mặt đất. Lựa chọn cái thanh đòn nhẹ thôi. Với thể trạng của nữ, các bạn chỉ còn một cái thanh đòn nhẹ. Sau đó các bạn cầm tư thế, các bạn bắt đầu lấy cái đà đưa nó lên trên vai. Giữ. Lưu ý là cái vị trí ở vị trí cổ tay, các bạn sẽ không bẻ cong cổ tay, mà các bạn giữ nó sẽ hơi cứng lại. Rồi, các bạn nới rộng ra một chút, để khi mà đẩy lên cái góc độ này giữa thanh đòn và bắp tay tạo thành một góc vuông góc. Các bạn nhìn hơi hướng lên trên một xíu, đưa thanh đòn hơi sát vào cằm của các bạn một chút. Hít, thở, hít, thở, hít, thở. Rồi, cố gắng giữ thăng bằng nha. Rồi, tập tới 10 cái. Rồi, em nắm rộng ra chút rồi đó. Rồi, nhấc lên. Em xoay cái xoay cả, em nhìn hai bên cho nó đều đã. Rồi, ok. Rồi, xuống, ưỡn ngực lên, lên, thở ra. Đúng rồi.
Rồi, ở động tác này khi mà đẩy á, các bạn hơi gồng cái phần cơ bụng một chút lại của các bạn lại một chút, thì các bạn sẽ cảm thấy cái lực, cái sức ép và cái lực tác động vào cái phần toàn thân của cơ bụng của rất là nhiều, và nên gồng cơ bụng để giữ thăng bằng, giữ. Lưu ý là khi đẩy lên á, các bạn cũng đừng có duỗi hết cái cẳng tay nha, em đẩy vừa thôi. Ừ. Rồi, một cái nữa. Rồi, ok, đủ 10. Ngừng, xuống, xong. Rồi, để bắt tay cho nữ thon gọn hơn thì các bạn sẽ cần một cái thanh đòn hình dít dắt như thế này. Các bạn sẽ nắm ở vị trí khoảng giữa của thanh đòn như thế này, nắm chắc vào. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đứng thẳng, cuốn lên, thở ra, hạ chậm xuống, hít vào, không có lắc lư cái người nha, cố gắng giữ thăng bằng. Rồi, thực hiện 10 lần. Rồi, em nắm sát vô vậy đó. Rồi, nắm gần vô một chút. Rồi, ok. Rồi, đứng, cuốn lên, thở ra, hạ chậm xuống, hít vào, thở, hít, thở, đúng rồi, hít, thở. Ở bài tập này các bạn lưu ý rằng là các bạn đứng thẳng người, mắt nhìn về trước, cuốn lên, thở ra, xuống, hít vào, đừng có lắc lư cái người nha. Rồi, 4 lần như vậy nữa là đủ 10. Rất tốt. Tiếp tục, cuốn lên, 9, tiếp tục, lên, 10, ok, xong. Chỉ cần tập và kiểm soát như vậy là được. Rồi, để bắp tay cho nữ trở nên thon gọn hơn thì chúng ta sẽ tập bài đứng cuốn tạ đơn kiểu búa. Các bạn sẽ đứng nhìn thẳng, lựa chọn mức tạ khoảng tầm 4 đến 5 đến 8 kg và bắt đầu cuốn lên, hơi đưa vào trong một xíu nha. Hạ từ từ xuống, hít vào, lên, thở ra, xuống, hít vào, lên, thở ra, xuống, hít vào. Rồi, thực hiện mỗi bên 10 lần. Rồi, cứ bình tĩnh, tập trung, kiểm soát. Đừng lắc lư người và hơi gồng tay một chút, cuốn lên. Thở ra, xuống, hít vào. Thở ra, xuống, hít vào. Các bạn đưa nó tới giữa ngực thôi. Cỡ này là vừa, rồi đưa từ từ xuống là được. Đúng rồi, chính xác. Rồi, cứ thế, cứ kiểm soát từ từ như vậy là được. Rồi, mỗi bên 3 rồi. Đó, cứ tiếp tục. Đếm một bên, các bạn chỉ cần đếm một bên là được. Rồi, 5. Rồi, em đưa cỡ này thôi là vừa. Đưa cỡ này thôi, xuống là vừa. Rồi, đưa từ từ xuống. 7, đúng rồi. Lên cao thêm một chút. Đúng rồi, ok. Thôi. 8, đúng rồi. 8, đúng rồi, tiếp tục. 9, tiếp tục. 9, tiếp tục. 10. 10, ok, rất tốt, xong. Rồi, chúng ta sẽ tập vào bài tập hít đất chống tay lên băng ghế. Với bài tập này các bạn sẽ giúp săn chắc cái phần cơ ngực và giảm mỡ phần tay sau cũng như phần cơ lưng của các bạn. Rồi, các bạn nhìn về trước, giữ người thẳng, mở tay rộng, bám trên băng ghế, tạo thành một đường thẳng giữa vai, bụng và mông của các bạn. Đừng có để mông cao quá như thế này nha, các bạn phải giữ đường thẳng. Cố gắng hít xuống cho phần ngực của các bạn vừa đủ chạm vào băng ghế. Sau đó các bạn đẩy lên, thở ra, thực hiện lại 10 lần như vậy. Rồi, em cố gắng em giữ cái người em tạo thành một cái đường thẳng nha, đưa người về trước, ở xa quá, nhích lên trước một chút, nhích lên trước một chút. Rồi, đúng rồi, chính xác. Rồi, cố gắng hít xuống vừa cảm nhận ngực chạm sàn đẩy lên. Rồi, nếu các bạn xuống thấp quá mà các bạn cảm thấy quá nặng, các bạn xuống lưng thôi. Rồi, đẩy, lên, thở ra, giữ cái phần mông cao một chút, đẩy, thở ra, đúng rồi, ba cái rồi, đó, như vậy là được. 4. Khi bạn chưa quen thì các bạn sẽ xuống gần chạm thôi. Khi nào các bạn quen hơn rồi, các bạn hãy cố gắng xuống sâu hơn để cái lực nó được tác động vào toàn thân của các bạn nhiều hơn. Giữ cái mông cao một xíu em. Rồi, hai cái nữa, cố gắng lên, xuống, lên, xuống, lên, một cái nữa, xuống, lên, thở ra, ok, tốt. Như vậy là tốt. Khi nào mà các bạn quen hơn thì các bạn cố gắng tập tốt hơn ở việc là các bạn sẽ xuống chạm vào sâu hơn. Sau đó các bạn giữ cái mông của các bạn thẳng hơn thì cái lực nó tác động và giảm mỡ cái phần bắp tay cũng như là săn chắc cái phần cơ ngực và giảm mỡ cái phần cơ lưng của các bạn sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Rồi, xong.